Xin chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Cuộc sống xanh. Thưa quý vị, du lịch bền vững đang phát triển ngày càng nhanh khi mà du khách đang ngày càng có ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường sinh thái và thực hiện lối sống bền vững trong quá trình đi du lịch. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu về những cách làm du lịch bền vững trong chương trình Cuộc sống xanh ngày hôm nay. Cũng trong chương trình hôm nay là những thông tin và giải pháp bảo vệ môi trường đang được thực hiện ở nhiều nơi trên thế giới và những gợi ý cho không gian xanh. Nhưng trước hết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi mục Muôn màu cuộc sống xanh. Theo kết quả nghiên cứu công bố ngày 27 tháng 11 cho biết chi phí hàng năm cho việc chữa trị các chứng bệnh liên quan ô nhiễm khí thải ô tô tại châu Âu đã vượt quá con số 60 tỷ euro. Nghiên cứu được trung tâm C-Delt của Hà Lan thực hiện theo đặt hàng của Liên minh châu Âu vì sức khỏe cộng đồng, một tổ chức phi chính phủ tập hợp hơn 100 hiệp hội và chuyên gia y tế. Đây là lần đầu tiên một nghiên cứu về phí tổn xã hội gây ra bởi ô tô, đặc biệt là các xe chạy động cơ diesel được thực hiện. Nghiên cứu dựa trên dữ liệu được thu thập trong năm 2016 từ 9 quốc gia, gồm Đức, Ba Lan, Tây Ban Nha, Áo, Hungary, Slovenia, Bulgaria, Romania và Estonia. Căn cứ vào tiêu chuẩn châu Âu về lượng phát thải khí gây ô nhiễm từ xe ô tô, các nhà nghiên cứu đã tính được tổng chi phí y tế lên tới 66,7 tỷ euro. Số tiền này dùng để điều trị các bệnh hô hấp và tim mạch, với nguyên nhân chính là do chất oxit nitơ rất độc hại thải ra từ động cơ dầu diesel, chiếm tới 83%. Ngân sách quốc gia chịu trách nhiệm thanh toán 3/4 chi phí thông qua hệ thống bảo hiểm xã hội. Số tiền này có thể giảm đáng kể nếu các chính phủ nhanh chóng thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ các loại động cơ thân thiện với môi trường hơn. Ước tính đến năm 2030, chi phí y tế trên có thể giảm khoảng 80% khi các loại xe ô tô ít phát thải khí độc hại được sử dụng trên diện rộng. Liên Hiệp Quốc công bố báo cáo về mức khí phát thải năm 2018, trong đó cảnh báo Australia khó đáp ứng cam kết trong Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu. Báo cáo nêu rõ lượng khí phát thải của Australia dự báo sẽ cao hơn so với mục tiêu giảm trừ khí phát thải từ 26-28% vào năm 2030 so với mức phát thải khí carbon năm 2005. Theo báo cáo, dự báo mới nhất do chính phủ Australia công bố cho thấy khí phát thải vẫn duy trì ở mức cao hơn so với bản đồ giảm trừ dần khí thải để đạt mục tiêu 2030. Bên cạnh Australia, bản báo cáo cũng nêu tên một số quốc gia khác thuộc nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20, dự báo sẽ không đảm bảo các cam kết trong hiệp định, bao gồm Canada, Mỹ và Nam Phi. Theo đó, Liên Hiệp Quốc khuyến cáo các thành viên của G20 cần phải tăng cường bổ sung các chính sách về giảm khí phát thải và thúc đẩy thực thi các chính sách đó. Thậm chí Liên Hiệp Quốc cho rằng thế giới có thể sẽ phải cân nhắc các mục tiêu cao hơn để kiềm chế mức tăng nhiệt độ toàn cầu. Tại thủ đô Kampala của Uganda không có tái chế. 3.000 tấn rác thải chai lọ bị vứt đi mỗi năm. Hàng đống rác thủy tinh thải ra môi trường. Một phần rác đó giờ được tái chế bởi Bernard Armani. Anh và nhóm của mình đã làm các sản phẩm mới từ những chai lọ cũ. Với thiết bị đơn giản, họ tạo ra những thứ như ly, giá nến, đèn ngủ và lọ hoa. Một dây thép được khắc vào chai và hơi trên giá nến. Sau đó nó sẽ tách ra và tạo ra một hình dạng mới. Mỗi sản phẩm như vậy được bán với giá 2-3 đô la. Bernard Armani giờ cũng muốn chuyển sang thổi thủy tinh và tái chế thậm chí còn nhiều thủy tinh hơn nữa. Điều đó sẽ tốt cho việc kinh doanh và tốt cho môi trường. Pháp bổ sung 528 MW năng lượng gió và mặt trời trong quý 3 năm 2018. Pháp đã kết nối 315 MW gió và 213 MW công suất mặt trời cho lưới điện trong nước vào quý 3 năm nay để nâng công suất năng lượng tái tạo đã được lắp đặt bao gồm thủy điện và năng lượng sinh học lên hơn 50 GW. Nhà điều hành lưới điện của Pháp cho biết trong báo cáo hàng quý rằng điện từ các nguồn năng lượng tái tạo chiếm 21% lượng điện tiêu thụ trên giai đoạn này. Bản báo cáo cho biết Pháp đang đi đúng hướng để đáp ứng mục tiêu 15 GW công suất gió được lắp đặt vào cuối năm nay. Tuy nhiên, việc lắp đặt công suất điện mặt trời có thể sẽ giảm xuống còn 10,2 GW cũng trong cuối năm nay. Theo báo cáo, tính đến cuối tháng 9, công suất mặt trời được lắp đặt là 8,3 GW.
Theo tin từ Hopbox, sinh viên Bo Tu Trang Quyết ở Đại học Lên Thụy Điển đã tạo ra một vật liệu từ tinh bột khoai tây có tính chất tương tự như nhựa. Trang Quyết giới thiệu tại cuộc thi The Generation một con dao và nĩa làm từ nhựa khoai tây. Những vật liệu này phân hủy chỉ trong vòng 2 tháng vì không có gì ngoài nước và tinh bột được sử dụng để làm nhựa khoai tây. Sinh viên Thụy Điển tuyên bố có thể làm ra bát đĩa và đồ dùng nhà bếp từ loại vật liệu như vậy. Các sinh viên từ khắp nơi trên thế giới đã tham gia cuộc thi. Họ cung cấp một loạt các giải pháp để giải quyết các vấn đề tồn tại trên toàn cầu. Ngoài nhựa khoai tây, một con robot cũng được giới thiệu từ cuộc thi, có khả năng làm sạch nước hồ nhanh gấp 7 lần so với con người. Người chiến thắng sẽ được công bố vào tháng 11. Theo các chuyên gia, có khoảng 8,8 triệu tấn nhựa trong đại dương và ngành công nghiệp thực phẩm là một trong những nguồn chính gây ra sự ô nhiễm này. Tập thể dục thường xuyên giúp cơ thể trẻ hơn. Các cơ bắp của nam và nữ lớn tuổi đã tập luyện nhiều thập niên không khác biệt gì so với cơ bắp của những người 25 tuổi khỏe mạnh. Trang New York Times dẫn nghiên cứu cho thấy những người nam và nữ này cũng có khả năng hiếu khí cao hơn nhiều so với những người cùng độ tuổi, làm cho đồng hồ sinh học của họ trẻ hơn 30 tuổi. Hiếu khí là quá trình thanh lọc sinh học tự nhiên, trong đó vi khuẩn phát triển mạnh trong môi trường giàu oxy và phân hủy các chất thải. Tất cả chúng ta đều già đi mỗi giây, tuy nhiên theo số liệu thống kê và quan sát đơn giản cho thấy, nhiều người cao tuổi bị ốm yếu, bệnh tật và lệ thuộc vào người khác. Vậy làm gì để giảm nguy cơ lệ thuộc vào người khác khi về già? Đó chính là hoạt động thể chất có thể thay đổi cách chúng ta già đi. Các nghiên cứu gần đây phát hiện ra rằng vận động viên lớn tuổi có cơ bắp, bộ não, hệ miễn dịch và trái tim khỏe mạnh hơn những người cùng độ tuổi ít vận động. Nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Sinh lý học ứng dụng do các nhà nghiên cứu tại Đại học Bell State của Mỹ thực hiện cho thấy tập thể dục có thể giúp chúng ta làm chậm hoặc tránh sự yếu đuối về thể chất sau này. Thưa quý vị, Công viên Quốc gia Chobe ở Botswana đã mang lại một tour du lịch sinh thái hoàn chỉnh, bao gồm một khách sạn vận hành bằng năng lượng tái tạo có thể tái chế nước và rác thải và các tour safari trong những chiếc xe hơi điện không khí thải. Tour safari xanh ở Botswana. Trên khắp châu Phi, dân số ngày càng tăng, đang buộc các loài động vật hoang dã phải ra khỏi vùng cư trú của chúng. Nhiều loài vật truyền thuyết đã bị đẩy đến bờ tuyệt chủng. Nhân viên của Công viên Quốc gia Kobe ở Botswana muốn bảo vệ chúng. Công viên thuộc về khu bảo tồn tự nhiên lớn nhất châu Phi. Đây là nơi cư trú của loài chó hoang châu Phi và những động vật đang gặp nguy hiểm khác. Công viên Kobe đã thiết lập một dự án du lịch sinh thái. Khách sạn của công viên được vận hành bằng năng lượng tái tạo và tái chế nước và rác thải. Những chiếc xe hơi điện và cano điện không khí thải được sử dụng trong các tour safari trong công viên. Càng ngày càng có nhiều du khách lựa chọn những kỳ nghỉ bền vững, làm cho du lịch sinh thái trở thành một lĩnh vực phát triển rất nhanh. Sự kết hợp của du lịch sinh thái và giúp bảo tồn các loài vật đang gặp nguy hiểm, cũng như bảo vệ môi trường. Chúng ta đều biết lĩnh vực du lịch gây ra nhiều tác động tiêu cực tới môi trường và biến đổi khí hậu, thậm chí một số hoạt động du lịch không được quy hoạch tốt, ảnh hưởng xấu đến sự đa dạng sinh học và môi trường thiên nhiên hoang dã. Vì vậy, phát triển du lịch bền vững được xác định là yêu cầu cấp bách toàn cầu. Vậy làm như thế nào để phát triển du lịch bền vững? Chúng ta hãy cùng theo dõi cách làm du lịch bền vững tại Myanmar. Myanmar đã đón khoảng 3 triệu du khách quốc tế trong năm 2014. Đất nước này phấn đấu trở thành một trong những điểm đến du lịch phát triển nhanh nhất ở châu Á Thái Bình Dương. Cảnh đẹp ấn tượng của Hồ Lây và di sản văn hóa độc đáo đã làm cho nơi này trở thành một điểm đến tuyệt vời. Trong 2 năm qua, khoảng 50 khách sạn mới được xây dựng quanh hồ, làm cho nơi này trở thành một điểm đến hấp dẫn. Bên cạnh việc tạo ra cơ hội việc làm và mang lại lợi ích kinh tế, nơi này cũng đang chịu tác động của việc phá rừng, hệ thống thoát nước quá tải, lạm dụng thuốc trừ sâu và phân hóa học, chiếm đoạt đất đai, mất đi lối sống truyền thống là những thách thức có thể nhiều thêm khi du lịch mở rộng. Trong vùng hồ nội địa, một số nhà đầu tư và cộng đồng đang đi tiên phong trong việc phát triển du lịch bền vững. Tôi luôn muốn mang lại lợi ích cho những người làm việc cho tôi, cho nhân viên, cho thiên nhiên, cho các loài động vật. Tôi nghĩ nếu mọi người không được hưởng lợi từ những sự đầu tư này,
và họ chỉ muốn tạo ra lợi nhuận. Như vậy, việc kinh doanh là không bền vững. Yong Yong-su quản lý việc kinh doanh khách sạn và xây dựng trung tâm di sản văn hóa, nhà hàng và khách sạn kia. Ông của cô từng bảo cô chọn một nghề nghiệp giống như canh lửa nấu cơm, chỉ có thể vững vàng trên bếp ba chân. Đam mê tài chính và yêu thiên nhiên, cô hướng đến việc kinh doanh thân thiện với sinh thái. Cô xây dựng hệ thống pin mặt trời, xử lý rác thải và nước thải. Thức ăn phục vụ trong nhà hàng được canh tác hữu cơ. 90% nội thất của khách sạn được làm bởi các nghệ nhân trong vùng. Cô đã làm sống lại các nghề làm giấy son, các xưởng làm đồ gốm, dệt vải và điêu khắc gỗ. Du lịch bền vững tại Myanmar quan tâm đến đầu tư mang tính chất lượng. Sự đầu tư lấy con người làm trung tâm và đặt giá trị của hành tinh cao hơn lợi nhuận. Những sự đầu tư chất lượng tác động vào sự cân bằng giữa lợi ích kinh tế với những tác động đến xã hội và môi trường. Những sự đầu tư chất lượng trong lĩnh vực du lịch đang phát triển tại Myanmar có thể đảm bảo về lợi ích kinh tế lâu dài, mà trong đó lợi ích kinh tế đạt được cùng với sự đảm bảo về tương lai bền vững. Vài năm trở lại đây, rau cải cầu vồng được nhiều bà nội trợ yêu thích bởi giá trị dinh dưỡng cao, mùi vị thơm ngon. Cách trồng rau cải cầu vồng cũng không quá khó. Nếu trước đây bạn chỉ thấy loài rau này trong các siêu thị của các nước phương Tây, thì nay bạn còn có thể tự tay trồng loài rau này ngay tại nhà. Và bây giờ, hãy cùng tìm hiểu cách trồng rau cải cầu vồng ngay sau đây nhé. Do có nguồn gốc từ các nước ôn đới nên nhiệt độ thích hợp để trồng cải cầu vồng là từ 20 đến 32 độ. Thời tiết quá lạnh cũng như quá nóng đều có thể ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của cây. Nên áp dụng cách trồng rau cải cầu vồng vào khoảng đầu mùa xuân khi thời tiết đã ấm áp. Cải cầu vồng ưa sáng, do đó khi trồng bạn nên chọn nơi đón được nhiều ánh sáng mặt trời để cây phát triển tốt nhất. Có thể là ở trước sân nhà, trên ban công của bạn, vừa đón được nhiều ánh nắng vừa khoe được hết vẻ đẹp của chúng cho mọi người chiêm ngưỡng. Cải cầu vồng được trồng hoàn toàn bằng hạt giống, do là giống nhập ngoại nên bạn chỉ có thể mua hạt giống tại các cửa hàng có bán sẵn loại hạt này cho chất lượng khá tốt. Bạn có thể gieo trực tiếp hạt giống vào đất trong vườn hoặc chuẩn bị giá thể trồng gieo hạt cho đến khi cái cây con rồi đem ra ngoài vườn trồng. Cách trồng rau cải cầu vồng không thích loại đất có độ chua. Đất chua sẽ làm cho cây còi cọt và chậm lớn. Loại đất thích hợp cho cây có độ pH khoảng từ 6,5 đến 6,8. Đất trồng cây thoát nước tốt và có khả năng giữ độ ẩm cao sẽ là loại đất lý tưởng để cây phát triển. Gieo vào từng ô, mỗi ô một hạt, gieo sâu khoảng 1,5cm là được. Gieo xong bằng phun nước làm ẩm bề mặt giá thể trồng và để chúng ở nơi thoáng mát. Nếu thời tiết thuận lợi chỉ khoảng 1 tuần để số hạt giống nảy mầm hết. Cây cải cầu vồng con khi đạt chiều cao khoảng 10cm và ra nhiều lá thật, bạn nên tiến hành chuyển chúng ra nơi ở mới. Trước khi trồng xuống đất, bạn bón lót cho đất một chút phân bón hữu cơ như là phân chuồng hoai mục, phân xanh giàu dinh dưỡng cho cây màu bén rễ. Cũng giống như các loại cây rau khác, cải cầu vồng rất ưa độ ẩm. Chúng cần phải được cung cấp nước thường xuyên để phát triển, nhất là những tháng mùa hè. Bạn tiến hành tưới nước cho cây 2 lần một ngày vào buổi sáng sớm và lúc chiều tối. Khi cây đạt kích chiều cao khoảng 20cm, bạn nên tỉa thưa cho chúng. Cách cây khoảng 20cm để tán lá có thể phát triển tốt nhất. Tưới nước thường xuyên và định kỳ bón thêm các loại phân hữu cơ như là phân trộn với mùn xơ dừa, vỏ cây nghiền nhỏ để giữ ẩm cho đất và diệt được cỏ dại. Lớp phủ cũng sẽ giúp lá cây được sạch sẽ và làm giảm nguy cơ mắc bệnh ở lá. Chỉ khoảng 65 ngày kể từ ngày gieo hạt giống là bạn đã có thể thu hoạch những cây cải cầu vồng đầu tiên. Cải trưởng thành có thể cao tới 50cm, tán lá to rộng, thân và vỏ to. Bạn cũng có thể thu hoạch bất cứ lúc nào cảm thấy chúng đủ lớn để ăn. Khi thu hoạch, có thể hái cả cây hoặc lấy lá từ ngoài vào trong, để lại những lá non để cây tiếp tục lớn. Hàng năm cứ mỗi dịp Tết Nguyên đán đến, nhà nhà lại cùng nhau mua sắm những loại hoa đẹp nhất để trang trí nhà trong dịp Tết. Thay vì phải đến chợ hoa vất vả tìm kiếm những chậu hoa, cây cảnh thật đẹp, hãy tự ươm trồng ngay từ bây giờ một lọ hoa thủy tiên cho dịp Tết. Cuối thu đầu đông là khoảng thời gian tuyệt vời nhất để bắt đầu trồng hoa thủy tiên. Kỹ thuật trồng và chăm sóc hoa thủy tiên không đòi hỏi quá nhiều sự chuẩn bị và bất kỳ ai cũng có thể trồng được những chậu hoa thủy tiên đẹp hoàn hảo. Trồng thủy tiên trong nước cần chọn củ khỏe, tốt nhất là mua củ thủy tiên theo cân. Số củ càng ít, củ càng to mập. Đường kính củ không quá 23cm. Nên chọn củ tròn, dẹt, chắc, vỏ ngoài có vân dọc rộng màu sáng. Củ màu nâu bóng là tốt. Về chọn chồi có thể dùng tay bóp nhẹ. Nếu là chồi hoa, củ chắc là có trụ và đàn hồi. Nếu chồi lá thì củ xốp, mé lép và không đàn hồi. Thủy tiên đưa vào chậu có thể mỗi ngày thay nước một lần, về sau 2-3 ngày thay một lần. Khi bao hoa mọc lên mỗi tuần thay một lần, sau khoảng 40 ngày lục hoa nở.
Thủy tiên mặc dù có khả năng chịu rét, nhưng trong điều kiện nhiệt độ thấp cây sinh trưởng chậm, hoa sao muộn, cho nên mùa xuân phải tăng nhiệt độ. Muốn thủy tiên sinh trưởng bình thường, hàng ngày chiếu sáng ít nhất hơn 6 giờ. Thiếu ánh sáng sẽ làm cho lá mật vốn dài, ít hoa hoặc không có hoa. Nếu eo hoa đầu hoa gầy trông rất xấu, nhưng không được đem cây phơi nắng, phơi nhiều rất không có lợi cho sự sinh trưởng. Khi trồng thủy tiên ngoài trời, đất phải tơi xốp nhiều mùn, khả năng giữ nước tốt, tầng đất dày, pH từ 5 đến 7,5. Như vậy mới đảm bảo cây sinh trưởng bình thường. Nếu thủy tiên trồng chậu cần dùng 2 phần đất cát pha, 1 phần lá mục, 1 phần cát và trộn với một ít phần bón lót. Quý vị và các bạn thân mến, những gợi ý về không gian xanh trong chương trình hôm nay hy vọng sẽ mang lại cảm hứng sáng tạo cho quý vị. Quý vị hãy tạo thêm màu xanh lá cho không gian sống của mình để tạo cảm giác thư giãn và mang lại lợi ích cho môi trường nữa. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay và xin hẹn gặp lại.